Yo, hello what's up cho anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây từ đường phố đúng rồi nha. Chào anh em game tài chính từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước là video cho anh em xem video vẻ đầu video nha, xem like và một đăng ký kênh cho channel phát triển nha các anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu video thì cho anh em quên Ok, quay trở lại video ngày tối ngày hôm nay thì chúng ta nhớ đi hot content dùng chung mới anh em và cùng nhau vui chơi sự kiện. Để biết hôm nay có gì hot không? Tôi vừa đi huấn luyện về gọi. Cứ tranh thủ thôi. Xin cố gắng xin nắm thì cơ quan tạo điều kiện cho về để có thể làm công việc thôi. Nói chung mình cũng cảm ơn. Bây giờ thì trước mắt thì chúng ta sẽ ghé fanpage anh em xem tối nay chúng ta có gì hot chưa, đặc biệt là thông tin về sự kiện mới đã lên chưa. Bây giờ 5:57 tôi về sớm anh em. Chúng ta tặng hoa là server. Cái này tôi có video hướng dẫn nhá. Có cả video ngắn đồng hoàng rồi nên là cũng không làm lại nhiều. Hai sự kiện, một qua DA là L và qua DA riêng, anh em nào muốn lấy thì tham gia. Đã có video hướng dẫn đầy đủ. Ngoài ra thì trưa nay cái code dùng chung tôi nhận được thông báo, biết anh em đã nhận hết chưa, nhưng mà hiện tại thì nguồn code thì tôi vẫn chưa biết ở đâu anh em, hay từ YouTube nhỉ. Tính ra tôi chưa check YouTube anh em, từ các bạn để xem nào, để tôi xem nào. Anh em tôi thử check YouTube coi anh em, đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Cũng không phải anh em, cũng không phải YouTube các bạn, bởi vì nếu là YouTube thì nó đã có ở đây rồi. Ok, thì hiện tại thì chưa biết thế nào, nhưng mà trưa nay thì tôi cũng đã làm video ngắn để thông báo đến anh em, đó là về gift code quà mừng 8 tháng 3. Đó là code dùng chung, nghe bảo là dùng chung mới anh em thì cũng không biết là như nào. Code thì tôi đã nhập lên cho anh em ở video ngắn rồi, đây. Đây, bạn nào mà chưa nhập thì tranh thủ nhập này. Đây anh em, code đây. Đó. R7C4. Cứ đổi server phát anh em. Chứ là code dùng chung hay code dùng riêng là biết ngay anh em. Nếu code dùng riêng là tôi đã nhập nó mất rồi, còn nếu mà code dùng chung thì là nhập hàng nào nó sẽ vào được hết. Ok, để check lại code cho anh em, còn cái code dùng chung anh em, code dùng chung mới, code đem 8 tháng 3 dùng chung mới anh em. Nhận quà cũng cấp dần anh em. Ok, chúng ta sẽ phang thử code này vào anh em xem là có được không nha. Ok các bạn. Đây anh em. Ok, vậy đây là má code dùng chung anh em. Má này là má code dùng chung các bạn, tất cả đều nhận được như nhau. Không trừ một hàng nào anh em nhé, tất cả mọi hàng đều nhận được quà này như nhau. Thế nên là anh em nào chưa nhận thì tranh thủ nhập má code mùng 8 tháng 3 dùng chung mới. Trông ngon, chờ bé anh em. Tuyệt vời. Code thì mang lại 500 kim cương, 30 cốc bia vàng, 30 thùng bia và 880k nước mắt Mancherry. Ok các bạn, lượng qua quà về được một số lượng cũng khá là ok. Rồi. Check qua túi đây anh em. Xem là chúng ta điền gì hợp lý nào. Ngọc Vega anh em. Cái này thì ăn chế độ thường thôi các bạn, bởi vì tôi mới ăn được chế độ thường thôi. Cứ chắc kèo đó bạn, tôi đây không cho liều anh em. Liều cũng chả được ăn nhiều đâu, mất công lại mệt ra. Ăn được chỗ nào cứ ăn chỗ đấy cho chắc ăn anh em. Ok các bạn, thêm 400 đá nữa. Ăn nhiều rồi, 7k mấy rồi. 5k. Ok các bạn, cửa ai nào. Ở đây có đảo bánh à. Thế thì làm tí mà anh em đảo bánh này anh em. Vẫn mục tiêu đánh lên tầng 700 nhá. Còn đây chúng ta sẽ cố gắng lại một lần nữa anh em. Ok các bạn, cố gắng làm nữa lên tầng 700. Ok các bạn, lưu ý cẩn thận một số chỗ thôi. Sanji. Hảo nhỉ, sao cứ đến đoạn Sanji này mình bị hẹo ta. Kaido này. Chopper này. Vậy để Uta đi tiếp luôn anh em. Sau năm. Ok à. No qua lô đi, nắng sẹt vậy.
70, 71. À quên. Ok kìa, đúng mà. Đánh đúng rồi mà sao ảo nhỉ? Cay thật sự các bạn. Đánh này nói chung thì vẫn phải tính toán cho nó cẩn thận thì mới lên được đỉnh thôi, chứ nếu không thì nó cũng chỉ nâng chừng dốc lên chừng đèo này thôi anh em. Nói chung mốc 700 với tôi chắc vẫn còn là một thời gian dài. Hơi cay, nếu được 700 thì khỏe các bạn, về sau chả phải đánh nữa và quét thôi. Bởi vì hiện tại như mới mở đến 700 ở khu vực này thôi các bạn. Chưa đánh hơn được, thế nhưng một số anh em lên trên là không đánh lên được nữa các bạn. Nói chung muốn đánh lên này phải đợi cập nhật tương mới kiểu kiểu vậy các bạn. Ok, thu về thêm một ít xu nữa. Ok, ta xem nào. À, hôm nay như ngày cuối đấu trường luôn nhỉ? Hay là, à quên, vào vòng loại rồi. 22 giờ trước. 5k9 điểm các bạn. Thế nào? À, 5k điểm là ăn pool rồi anh em. Thế không được rồi. Ok, thế nào? Vòng 1. Trận đầu thì chắc là bạn endgame với mọi người này có nhiều không? SOS, ủa bác S gặp endgame là ngon đấy. Quá khỏe các bạn, mình lại không gặp bác SOS từ ngày đầu rồi anh em. Mùa này có vẻ ngon lành rồi. Rồi các anh không biết là có anh em nào lại xin không? Mùa này xin không cho nha, nói trước. Mùa này tôi phải lấy hên xui đây anh em, chắc lấy top 2. Ừ, mùa này chắc được top 2. Qua mới lên thì tối hôm qua bác endgame lại làm quả giữa top à. Xem lại tem bác endgame đánh nào. Tem này tem ra trận chuẩn này các bạn này. Ngủ lên nhanh gớm nhờ, E4 rồi. Tôi đang thiếu một form nữa, tôi cũng lên E4 các bạn. Khá là cay, không lấy được. Mình cũng đang cố gắng các bạn để lên được E4 mà. À không, mà tính ra tôi đủ lên chứ, từ. Ừ, như có gì đó, ồ, tôi thua rồi anh em. Từ các bạn, có gì đó sai sai đây. Từ các bạn. Biết này thì neo đậu nó sẽ hơi khó anh em, nhưng tạm thời trước mắt từ neo đậu vậy. Cú lồ, thiếu một form luôn anh em. Tôi nhớ hiện tại thì như tôi đang úp hai cú lồ thì phải, sorry anh em, lồ đây. Một lồ 9 sao lên nữa mà anh em. Ô kìa. Ô kìa. Sao nó lại như vậy nhờ? Sao nó lại như vậy anh em? Đúng chưa? Chuẩn ngay các bạn rồi. Luffy chính nhà mình lên được ấy rồi. Đây, cu đồ nhà mình anh em. Ok kìa. Lên no à? Không, no bây giờ đang đánh ngon anh em. Sán gì đi. Một hai, ui, sắp hết form luôn hả? Ghê vậy. Thức tỉnh anh em, E3 thôi bạn, mới lên E3 thôi, 290. Ok bạn, 4 nhưng mà 4 triệu rưỡi. Nói chung cơ bản nên được ít nhưng mà với đối với tôi thì được chứ nó sẽ cao hơn các bạn. Đó là một cái thực tế hơi phú phàng một tí anh em, bởi vì tôi bull ăn boom cao, tỷ lệ boom tôi cao hơn nên là cái lượng chỉ số tôi chắc chắn sẽ cao hơn các bạn. Cái này không thể tránh được, không thể nó đi đến đâu vậy thôi anh em. Ok các bạn, nên được 45%. 10% nếu ngon. Biết đủ điểm nâng công không? Nghĩ không đủ quá các bạn. Năm, sáu, bảy, tám, chín, 100. Vừa đẹp anh em. Ôi trời, quá tuyệt vời các bạn, không còn gì để nói nữa anh em. Ok, 4.6 lúc chiến rồi các bạn. Đó, quá ngon cho anh nồ. Ok, vậy là chúng ta có thêm một cú lù E3. Kết quả sự kiện. Chưa một đặc biệt. Hơn 100 cốc nữa anh em. Đặc biệt, đặc biệt xong rồi anh em, xuống quay. Nói đến đầu nói anh em vẫn là khó. Rồi, lượng biến thêm ít kim cương quả boss này anh em. Thêm ít kim cương quả boss các bạn, nói chung là cũng ngon này, tuyệt vời. Gom tài nguyên là tính đấy đây anh em. Mai sự kiện mới đó mà, mai lại tuần mới lại quẩy sự kiện mới. Chứ mai chắc có biết phải kịp quẩy không nữa. 9 rương. Ok, bây giờ tập trung gom búa đi anh em. 3227 đùa đâu các bạn, cũng được thêm 2k7 búa nữa. Chạy qua túi nào. 16k9 rồi các bạn. Còn ở bên sự kiện nếu hội 1P nữa này. Từ, cục thịt sao nhiều này. Đổi ngay vào luôn anh em. À, bữa tôm đổ búa hết rồi. À, bữa mình cũng đổ rồi anh em, nhanh thế nhỉ. Có đi luôn ạ.
Ok, được bao nhiêu? 90 cốc bia vàng vẫn chưa đủ anh em. Nếu mà cốc bia vàng là vẫn không đủ để ăn tiếp nên thôi tạm thời để vậy vậy. Nhưng có 150 thùng bia rồi. Mấy tuần mới này, tuần mới này nhớ đổi hồn. Ok, lên thêm 40 form nữa anh em thấy chi. Rồi, 6 tầng. 64 240 đấy, chiếm 240 túi được đây các bạn. Càng đét thì đùa đâu. Rồi, cũng sương sương lên thôi. Chắc tạm thời clip tối nay cũng kết thúc đây. Thì hình thì có đen dùng chung mới. Có đen 8 tháng 3 dùng chung mới đấy anh em nào chưa nhập nhé. Giờ thì bye bye người.